Hey, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn 21 cái hợp âm dây buông cơ bản mà chúng ta người học guitar nên biết. Đây là 21 cái hợp âm nó có dây buông. Tại sao mình lại lựa chọn cái dây buông? Bởi vì khi bạn có một dây buông trong đây, tức là các bạn bớt chặn rồi, bớt dùng tay để chặn rồi, cho nên nó sẽ thuận tiện hơn cho các bạn và nó dễ tập hơn so với những cái hợp âm chặn. Thì 21 hợp âm này các bạn có thể sẽ thấy trong đó những cái hợp âm đơn giản hơn, một số hợp âm nó hơi khó bấm hơn một tí, nhưng mà thật ra là với sự hỗ trợ của những dây không bấm, dây buông thì nó đã giúp các bạn rất là nhiều rồi ha. Nên chúng ta sẽ bắt đầu với 21 cái hợp âm này. Thì nó bao gồm là hợp âm thứ này, hợp âm trưởng này, hợp âm thứ bảy, hợp âm trưởng bảy và hợp âm bảy luôn. Đây là những hợp âm rất là cơ bản mà các bạn khi về tập mấy cái hợp âm này xong các bạn thì xài được rất nhiều ha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng hợp âm la đi cho dễ nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái la trưởng ha. La trưởng đây, các bạn bấm có nhiều thế bấm, chúng ta sẽ bấm để có dây buông. Mình đánh từ dây 5 xuống dây 1 ha. Thì các bạn thấy ở đây mình là nốt gốc của chúng ta là dây số 5, nốt la, và dây buông ở trong hợp âm này đó chính là dây mi, cao ha. Rồi, trưởng xong rồi. Bây giờ từ cái trưởng này chúng ta tiếp qua một cái đơn giản, tức là hợp âm la 7. Thì bằng cách bấm như thế này, các bạn buông cái ngón của cái dây son nha. Chúng ta chỉ có bấm ngay chỗ nốt mi và nốt độ thăng ở đây. Chúng ta cũng rải từ ngang dây 5 xuống. Đây là hợp âm la 7. Trong đây nó có hai cái dây buông, dây son và dây mi. Rất đơn giản đúng không? Rồi, hợp âm thứ ba rất quen thuộc, hợp âm la thứ ha. La thứ thì chúng ta bấm như thế này. Đó. Thì các bạn cũng có là dây buông ở đây là dây mi. Ok. Tiếp theo, từ cái la thứ này chúng ta buông cái ngón ngay dây son này ra, từ nốt la buông thành dây son, chỉ có bấm hai ngón thôi, ngay mi và đô ở đây. Đó là la thứ 7. Rất đơn giản đúng không bạn? Rồi mình chuyển thấy tay một tí, từ cái la 7 lúc nãy các bạn bấm như thế này, la 7 đúng không? Các bạn bấm ngay cho nó son thăng ở đây thì nó là gì các bạn? La trưởng 7, A major 7. Đó, thì nó cũng có cái dây buông là dây la và dây mi ở đây ha. Thì la xong rồi chúng ta tới si đi. Thì si á, đây là một cái hợp âm mà đa phần là chặn hết, nó chỉ có một hợp âm mà dây buông dành cho các bạn thôi, có một dây buông. Hợp âm này cũng là gọi là tuy là có dây buông nhưng mà khá khó bấm, bởi vì các bạn phải tận dụng hết các ngón của bạn để bấm. Nó chỉ có dây buông là dây số 2 là dây si thôi. Đó là hợp âm C7 các bạn. Đây như thế. Hợp âm C7. Đó là chúng ta sẽ có dây buông C. Thì C xong rồi chúng ta sẽ tới đô đi ha. Thì đô trưởng đơn giản là đô trưởng các bạn bấm đô trưởng này không biết ha. Thì chúng ta có nốt son buông, dây son và dây 1. Dây mi cao buông ha. Thì sau khi bấm đô như thế này, các bạn bấm qua bấm đô 7 bằng cách chúng ta nhét cái ngón út vô chúng ta. Ngay dây son ở đây là cái nốt si sáng ha. Thì các bạn có đô si sáng rồi. Đó là hợp âm đô 7. Đó. Rồi tiếp theo các bạn đang bấm đô trưởng như thế này, các bạn bỏ cái ngón trỏ này ra, các bạn chỉ bấm có hai cái nốt là nốt đô và nốt mi ở đây thôi. Đó là đô trưởng 7. Các bạn cũng sẽ nghe rất là nhiều ha. Nó thế cho đô trưởng mình nghe nó cũng sáng. Nghe là đơn giản đúng không bạn? Rồi rê đô xong rồi chúng ta qua rê. Rê trưởng thì chúng ta có bấm như thế này. Thực ra chúng ta có nó cái dây buông là dây số 4 ở đây là nốt rê. Dây buông là nốt gốc để định dạng hợp âm luôn. Rê trưởng. Tương tự các bạn bấm qua G7 thì các bạn cũng đổi thế tay một tí. G7 ở đây cũng tương tự, chúng ta có dây buông là dây G đây, sau đó tới G thứ đúng không? G thứ tương tự bắt đầu tới G thứ 7. Rê thứ 7 thì các bạn thấy cái ngón đầu này chúng ta chặn 2 ngăn này, chúng ta bấm ở đây thôi. Dây buông vẫn là dây, dây rê ở đây, rê thứ 7. Bây giờ tới rê trưởng 7. Rê trưởng 7 thì các bạn dùng một ngón này nè, các bạn chặn 3 dây dưới. Rê trưởng 7, mình bấm như để các bạn dễ nhìn thấy nha. Rê trưởng 7, thấy chưa? Đó. Thì tới rê xong rồi, qua tới mi. Thì các bạn có mi trưởng, đánh từ dây 6 xuống luôn. Thì đây các bạn thấy các bạn chỉ bấm là có 3 giây và chúng ta dây buông thứ 3 giây lực ha. Rất dễ, đúng không? Tiếp theo mi trưởng rồi, các bạn buông cái ngón này ra, các bạn chỉ bấm 2 ngón này là mi 7. Đơn giản đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ là mi thứ. Mi thứ thì bạn bấm 2 ngón, đơn giản ai cũng biết. Dây buông rất là nhiều ha. Giờ mi thứ xong rồi tới gì bạn? Mi thứ 7. Mi thứ 7 thì nó có là ở đây mình hướng dẫn các bạn 2 cách bấm ha. Nó có nhiều cách bấm nữa, đơn giản nhất các bạn bấm vô ngay cái nó xì ngay dây 5 thôi và bạn gãi từ trên xuống. Mi thứ 7, hoặc là các bạn đưa cái ngón út của các bạn vô ngay chỗ rê ở đây, các bạn nhấn vô thêm. Cũng là mi thứ 7. Ha. Đơn giản. Tiếp theo chúng ta qua nốt pha, hợp âm pha. Hợp âm pha thì các bạn thấy đa phần là phải chặn hết rồi. Nhưng ở đây chúng ta có một cái dây buông, nếu các bạn pha trưởng 7. Pha trưởng 7 thì nó có bậc 7 của nó là nốt mi, cho nên là dây số 1 chúng ta dây buông nè. Chúng ta nhấn chỉ 3 ngăn thôi, đô nè, la nè và ở đây pha. Đánh 4 dây dưới thôi bạn, thì chúng ta dây cuối cùng dây 1 là dây buông. Thấy chưa? Pha trưởng 7. Rồi, tiếp theo chúng ta tới son trưởng, đơn giản ha. Son trưởng. Đó, hoặc là các bạn đưa cái ngón này vô vậy, mình hay đánh kiểu này, mình thích đánh kiểu này nghe nó sáng hơn tí. Đó, thì các bạn thấy là cũng 2-3 dây giữa đây là dây buông rồi. Son trưởng. Rồi, tiếp theo chúng ta son 7. Thì vừa rồi mình hướng dẫn các bạn là 21 cái hợp âm có dây buông cơ bản. Nó còn nhiều cái hợp âm dây buông khác nữa, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói đến cơ bản, chúng ta không nói nó quá sâu vô. Ví dụ như là at night chẳng hạn, ví dụ như mi thứ at night chẳng hạn, những phức tạp hơn ha. Thì những cái này rất là cơ bản. Trưởng thứ 7, trưởng 7 thứ 7 có dây buông, 21 hợp âm này. Thì ở đây có cái phần mà bấm hợp âm kèm theo trên màn hình. Nếu các bạn chưa rõ cái nào, các bạn bấm lùi lại video, các bạn bấm dừng ngay đó, thì bạn coi đó, coi thấy tay mình bấm là ra ngay thôi. Thì hy vọng là clip này cũng sẽ là giúp ích cho bạn. Bởi vì một số bạn nói em tập những cái hợp âm cơ bản rồi, em chưa biết tập thêm những hợp âm nào để cho nó phù hợp. Thì đây là 21 hợp âm các bạn nên tập và nên biết. Hãy ủng hộ mình và kênh YouTube mới Guitar4Freedom. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.